SDI đang sử dụng gần 70.000 lao động tại Tiền Giang cho hay, dù người lao động đã được tiêm mũi 1 vaccine đủ 14 ngày, đạt hơn 80%, nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy. Các doanh nghiệp cho biết, quan điểm của tỉnh Tiền Giang là khi 100% người lao động tiêm mũi 2 đủ 14 ngày và người nhà của người lao động được tiêm đủ vaccine mới đủ an toàn để có thể cho doanh nghiệp hoạt động trở lại theo hướng bình thường mới. Những doanh nghiệp này cho rằng từ ngày 1 tháng 10 có viết thư kêu cứu gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể, cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào. Tỉnh Tiền Giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất 3 tại chỗ làm trọng tâm, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Do đó, những doanh nghiệp này cho rằng cần những giải pháp từ chính phủ để cứu lấy những đơn hàng cuối cùng trước tối hậu thư của khách hàng, cộng với hàng ngàn tỷ đồng giá trị nguyên vật liệu đang bỏ ngổn ngang nhiều tháng rồi. Trước những khó khăn trên, doanh nghiệp FDI kiến nghị Thủ tướng 5 vấn đề. Thứ nhất, đề nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 địa điểm. Thứ hai, cho người lao động đang sinh sống tại vùng 1-3 đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày theo nghị quyết 128 được sử dụng xe cá nhân và xe đưa đón quay lại nhà máy sản xuất vào đầu tháng 11/2021. Thứ ba, đề nghị không gia hạn thời gian giới nghiêm 19 giờ tối đến 5 giờ sáng đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc. Thứ tư, đề nghị chỉ test nhanh kháng nguyên, không bắt buộc xét nghiệm real-time PCR mẫu đơn cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc. Sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần theo quy định của Bộ Y tế. Cuối cùng, đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ 2 liều vaccine quay lại Tiền Giang làm việc.